Alo, alo, xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm của Tu Ta để chúng ta tra cứu các cái thông tin liên quan đến các cái dòng xe Toyota. Thì đây là cái phần mềm mình đã cài Toyota SM. Thì cái phiên bản này là phiên bản cũ rồi, phiên bản khoảng 2009 đổ về trước. Còn phiên bản mới hiện tại là update tới 2018, thì các bạn có thể lên cái trang Aceauto để các bạn download về. Thì cái dung lượng của nó tầm khoảng 30 GB, thì các bạn download về cài giải nén ra để các bạn tìm hiểu về các cái dòng xe của Toyota. Thì ở trong nội dung hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách chúng ta tra cứu các cái thông tin của dòng Toyota thông qua phần mềm Toyota SM. Rồi chúng ta bắt đầu. Thì sau khi mà mở phần mềm đi lên thì nó sẽ có một số dòng xe như sau. Ví dụ như dòng xe Toyota Camry, Corolla Antique, Vios Fortuner, rồi phần mềm Innova, Land Cruiser hay Yaris vân vân. Thì một số phiên bản thì nó có tiếng Việt. Tuy nhiên thì tiếng Việt thì thường người ta dịch ra thông tin nó cũng nhiều lúc những câu dịch nó cũng không có chuẩn xác cho lắm. Vì thế mà ở đây tôi sẽ sử dụng một cái phiên bản tiếng Anh của chiếc Toyota Land Cruiser. Chiếc này thì nó công nghệ nó hiện đại hơn, nó đầy đủ hơn so với những cái dòng xe khác. Thì khi vào chọn Toyota Land Cruiser thì ở đây nó có phiên bản khoảng 2007 à. Đó, phiên bản của 2007, hoặc là nếu một số dòng khác thì khi mình kích vô đây thì mình chọn được nhiều dòng, nhưng mà ở đây nó có một phiên bản tháng 8 2007, và ở đây nó có một cái phần là Enter Keyword, nghĩa là cái phần tìm kiếm cái từ tìm kiếm. Từ tìm kiếm ví dụ như mình muốn vô mình tìm kiếm một cái hệ thống, một cái chi tiết hoặc là cái mã lỗi nào thì mình vô đây mình gõ gõ trực tiếp cái mã code đó lên thì nó vô cái mục search là nó sẽ tìm kiếm ra. Đó, ví dụ như đây tôi bấm vô cái phần mã lỗi thường gặp của Toyota, ví dụ như là B0031. Đó thì tôi cũng có thể tìm kiếm những cái thông tin liên quan đến mã lỗi B0031. Đây ha. Đây là những cái mã lỗi liên quan, những cái chi tiết, những cái thông tin liên quan đến cái mã lỗi B0031. Thì cái mã lỗi B0031 là mã lỗi liên quan đến cái phần cảm biến oxy. Về chẩn đoán này, tháo lắp Installation Remove này, Inspection là phần kiểm tra và một số phần khác. Ví dụ vậy. Đó thì cái phần đó là phần mục tra cứu nhanh đó. Nó là vô cái phần Enter Keyword. Rồi mình đi vào các cái thông tin trực tiếp mà. Thì ở đây nó có 3 phần thông tin chính. Thứ nhất là Repair là phần liên quan đến sửa chữa. Phần thứ hai là phần Maintenance là phần bảo dưỡng. Và phần thứ ba là phần Technical Description là phần mô tả về kỹ thuật. Thì chủ yếu mình hay tập trung cái phần vào cái phần bảo dưỡng, cái phần sửa chữa repair này ha, repair phần sửa chữa. Thì trong cái mục repair này nó có thứ nhất là diagnostic là phần về chẩn đoán, thứ hai là installation, install là cài đặt hay lắp đặt, remove là tháo đi, nghĩa là cái phần này là phần tháo tháo ráp. Phần thứ ba là inspection, nghĩa là phần kiểm tra, cách mình kiểm tra nó như thế nào, các cái hệ thống, các chi tiết kiểm tra nó như thế nào. Phần thứ tư là phần cũng cực kỳ quan trọng, đó là phần electrical wiring diagram, chính là phần sơ đồ mạch điện. Điện là electrical, wiring là cái dây điện, diagram là cái sơ đồ, thì mình dịch đây là cái sơ đồ mạch điện. Thì mình muốn tìm những cái thông tin liên quan đến cái sơ đồ mạch điện thì mình vô đây mình tìm. Cái phần body repair là cái phần sửa chữa cái thân xe, body repair sửa chữa thân xe. Thì mình muốn biết những cái thông tin hay là cách sửa chữa thân xe như thế nào mình vô đây. Cái phần service specification là những cái thông số dịch vụ, thì mình vào đây để mình tìm những cái thông số, ví dụ như là lực siết, rồi các cái thông số về điện trở, rồi điện áp của các cái cảm biến hay là các cái chi tiết, thì mình vào đây mình tra cứu. Và phần tiếp theo là phần cái bảng dữ liệu dịch vụ, đó là cái phần repair. Còn phần thứ hai là phần maintenance là cái phần bảo dưỡng. Thì ở đây nó có phần general là cái phần thông tin chung,
về phần bảo dưỡng thì nó cho là bao nhiêu cây số để bảo dưỡng mà thay cái gì thì mình vô đây để mình xem. Và phần thứ ba là phần technical description, là phần mô tả kỹ thuật. Thì mình vào cái phần repair trước ha. Đầu tiên là phần diagnostic, là phần chẩn đoán. Thì cái phần chẩn đoán là những cái gì mà liên quan đến cái chẩn đoán những cái thông tin liên quan đến chẩn đoán. Thì ở đây cái phần chẩn đoán nó có nhiều mục của cả chiếc xe luôn. Ở đây mình thấy này có mục này 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, 9 mục. Thì cái phần đầu tiên là phần engine hybrid system, là liên quan đến cái phần động cơ. Engine hybrid system. Hybrid là gì? Nghĩa là xe lai á. Đối với dòng xe này thì người ta có thể dùng cái hệ thống kiểu như là xe lai hybrid giữa động cơ đốt trang và động cơ điện, thì cũng có dòng xe nó dùng cái này, cho nên là nó có phần hybrid system. Nó như các bạn quan sát xem này, trong cái phần engine này ha, đó nó có các cái động cơ. Thì ở đây nó có cái động cơ dầu này, ví dụ như là một VDFTV là động cơ dầu. Còn như hai cái động cơ trên là hai UZ và một RFE, nó là động cơ xăng. Đó, thì cái phần này là liên quan đến cái hệ thống engine control, là phần điều khiển động cơ. Điều khiển động cơ. SFE system. Engine control là phần phần điều khiển động cơ. SFE là viết tắt của từ là sequence fuel injection. Sequence fuel injection nghĩa là phun theo thứ tự công tác. Còn bên dưới đây là cái ECD, là cái phần điều khiển động cơ diesel điện tử. Còn cái cruise control system nghĩa là cái hệ thống chạy tự động là sao? Ví dụ như mình lên đường cao tốc thì mình nhắn cái CCS, nghĩa là cruise control đó, thì nó sẽ mình set một cái vận tốc nào bất kỳ, ví dụ như lên cao tốc Sài Gòn Trung Lương mình set ở 100 cây số giờ, sau đó mình nhả chân ga ra thì xe nó tự chạy ở tốc độ 100 cây số giờ, nhưng mà mình khỏi cần đạp và đạp ga. Thì cái hệ thống này gọi là hệ thống cruise control. Thì những cái xe sang sang thì nó mới hay có cái hệ thống này. Tiếp theo cái phần thứ hai là phần drivetrain. Drivetrain là những cái phần liên quan tới hệ thống truyền động. Ví dụ như đây cái hộp số này, automatic transmission. Như các bạn đã biết á, transmission nghĩa là hộp số, còn automatic là tự động, nghĩa là đây là phần hộp số tự động. Hay chúng ta gọi là hộp số AT á, AT là hộp số tự động. Còn nói về hộp số thường là manual transmission. Manual, manual là hộp số cơ, số ta, số cơ. Rồi. Rồi có một số cái khác nữa, ví dụ như clutch. Clutch là cái ly hợp. Clutch là cái ly hợp. Rồi cái phần propel, propeller là cái trục cắt đang. Rồi differential. Differential là cái vi sai. Cái cầu vi sai của mình đó. Rồi cái hộp số, axle system. Các cái bán trục, vân vân. Đó, thì nó cái phần này là phần liên quan đến cái phần gì? Truyền động. Truyền động, drive train. Hộp số, ly hợp, trục bán trục, rồi vi sai, rồi cắt đen vân vân, liên quan đến cái phần này. Thì mình vô phần này để mình tra cứu trong phần drive train. Đó. Cái hệ thống thứ ba là suspension. Suspension là như là treo. Hệ thống treo. Thì ở đây nó có hệ thống điều khiển, cái hệ thống điều khiển treo. Hệ thống điều khiển treo như thế nào? Rồi ở đây nó thêm có cái là hệ thống suspension control system with KDSS, kinetic dynamic suspension system, nghĩa là hệ thống treo động lực học. Rồi cái phần tiếp theo là cái hệ thống treo điều khiển. Hệ thống treo này, suspension là treo này, control là điều khiển này, hai là chiều cao, active là chủ động. Hệ thống treo điều khiển chiều cao chủ động. Rồi system suspension front. Front nghĩa là trước, hệ thống treo trước, rồi rear là hệ thống treo sau. Đó, thì mình muốn tìm những cái thông tin trước sau thì mình vô đây, front trước, rear sau, nhớ từ front rear. Rồi nói về cái hệ thống phanh brake, brake là hệ thống phanh này. Thì cái hệ thống phanh nó có anti lock brake system, hay là chúng ta gọi là phanh ABS đó, ABS hệ thống phanh chống bó cứng. Rồi trong cái hệ thống phanh nó có cái phần mà Vehicle Stability Control System, nghĩa là cái hệ thống điều khiển ổn định xe nữa. Đó, còn nếu mà hệ thống bình thường là Brake System thôi. Còn ngoài ra nó có phần hệ thống Parking Brake System, nghĩa là cái hệ thống phanh mà hỗ trợ đậu xe. Đó, Parking là đậu xe, đổ xe. Rồi tiếp theo là cái từ Steering. Steering nghĩa là hệ thống lái.
Trong cái hệ thống lái thì nó có cái phần mà bình thường là ví dụ chúng ta hay gọi là power steering system, hệ thống trợ lực lái. Thì các bạn chú ý cái chữ power steering. Thì trong một số cái hộp nó sẽ để là BS, BS nghĩa là power steering. Thì cái phần này là phần trợ lực lái để bù cho ESU để nó phun thêm xăng vào để nó ổn định khi mà chúng ta đánh lái. Rồi cái variable gear ratio steering system nghĩa là hệ thống lái với cái tỷ số bánh rang thay đổi được variable này. À, trong ví dụ như trong cái hệ thống VVTi á, variable valve timing nghĩa là cái thời điểm phân phối khí thay đổi, đó là viết tắt của từ V, đó là variable. Rồi cái phần power tilt and power telescopic steering column system, cái hệ thống này á, thì sẽ hỗ trợ điều chỉnh cái góc nghiêng của trục lái và cái vô lăng để cho nó phù hợp với cái vị trí của người lái, làm cho người lái thoải mái nhất khi người lái khi thoải mái nhất khi người lái sử dụng xe. Là hệ thống lock steering, hệ thống khóa khóa hệ thống khóa lái và hệ thống lái đó. Thì trong phần steering nó có một số cái hệ thống như vậy. Tiếp theo là audio. Audio là nói về âm thanh. Âm thanh thì ở đây nó sẽ có một số cái ví dụ như là hệ thống âm thanh. Hệ thống âm thanh thì nó có V kép này, các bạn chú ý V kép, đọc xe đồ điện từ nó có từ V kép width multi display hiển thị đa thông tin, hay là width out V kép out, width out là không có hiển thị đa thông tin. Rồi hệ thống navigation là hệ thống dẫn hướng. Rồi hệ thống ASIC, ASIC là hệ thống hỗ trợ cái việc đậu xe, hỗ trợ đậu xe ô tô ta. Một số xe nó có hỗ trợ đậu xe, ví dụ như mình ve vô cái chỗ đậu thì nhiều lúc mình nó đủ tự động như vân 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 vân. Hệ thống giám sát hỗ trợ đậu xe, giám sát monitor là giám sát, ASIC là hỗ trợ đậu xe. Rồi hệ thống giám sát cái nhìn ở phía sau, rear view là góc nhìn, rear là phía sau, hệ thống giám sát nhìn phía sau. Và tiếp tục là cái phần power source network. Power source là cái nguồn và cái phần giao tiếp, network là phần giao tiếp kết nối. Thì ở đây nó có dùng hai cái mạng, mà thứ nhất là cái mạng link, link là mạng kết nối nội bộ, link hệ thống giao tiếp nội bộ. Mạng thứ hai là cái mạng CAN, mạng CAN à. Mạng CAN thì ở đây nó có hai cái dòng xe này, cho dòng xe left hand driver, left hand driver tay lái bên trái, và right hand driver cho tay lái phải, right hand driver. Thì khi mình đọc sơ đồ mình cũng chú ý cái này. Ví dụ một số xe đồ mình dùng cho xe tay lái trái và tay lái phải thì mình phải xem cái dòng xe nào mình đang nghiên cứu, mình đặt xe đồ mình chọn cho nó đúng. Vehicle interior nghĩa là cái phần nội nội thất bên trong xe, nội thất bên trong xe thì nó có nhiều cái phần, ví dụ như là phần control lock door, khóa cửa. Rồi cái phần control lock door wireless nghĩa là khóa cửa không không dây, điều khiển bằng wireless đó. Và phần khởi động nha, khởi động entry và start system là phần khởi động. Rồi hệ thống immobilizer, hệ thống mã hóa chống trộm cho động cơ. Thì thường những cái xe sang nó sẽ có những cái hệ thống này hết nha, hệ thống chống trộm. Rồi cái hệ thống mà đồng hồ báo meter gauge, và hệ thống lock là lock là hệ thống đồng hồ. Rồi mirror view inner, rồi hệ thống túi khí, rồi hệ thống safety này, safety là hệ thống an toàn trước va chạm, thì xe nó có một số cái hệ thống như vậy. Rồi vân vân, ví dụ như hệ thống ghế nè, điều khiển ghế ngồi trước nè, thấy không? Ở đây nó có cái hệ thống nhớ cái vị trí ngồi hay là không, width nè, Seat Position Memory System, nhớ cái vị trí ngồi hay là không. Ở dưới là không có, đây là có. Rồi hệ thống sưởi ghế, heater seat là sưởi ghế. Thấy không? Rồi hệ thống giảm cái lực can đai cho ghế ngồi. Rồi hệ thống cảnh báo đai cho ghế ngồi. Rồi hệ thống air conditioning là cái hệ thống điều hòa không khí AC trong xe.
Tiếp theo là vehicle interior, exterior. Nhớ là in là bên trong, còn x là bên ngoài. X là bên ngoài ha. Ngoài thì nói những cái hệ thống liên quan đến bên ngoài. Ví dụ như hệ thống còi này, horn system, hệ thống chiếu sáng, thống gạt nước rửa kính. À, gạt nước rửa kính với có cảm biến mưa hay là không có cảm biến mưa, nghĩa là hoạt động với tự động hay là không tự động. Rồi hệ thống kính kính chiếu hậu, rồi hệ thống sinh rúp, không qua à, thêm một số cái hệ thống như vậy ha. Đó là cái phần liên quan đến diagnostic, phần chẩn đoán. Đó thì ví dụ như về động cơ thì mình cũng có thể vô mình chọn động cơ và nó có những cái mã chẩn đoán liên quan. Thì khi mình vô, ví dụ như cái mã mình chọn cái mã phù hợp với cái mã mình đã đọc mã lỗi ở trên cái máy chẩn đoán thì mình vô đường tra cứu. Vô đường tra cứu. Vô tra cứu thì nó sẽ hiển thị những cái thông tin liên quan đến cái mã chẩn đoán đó. Và cách chúng ta xử lý, cách chúng ta kết nối máy chẩn đoán như thế nào này ha? Ví dụ như kết nối máy chẩn đoán này. Rồi thao tác như thế nào nha, thao tác như thế nào, rồi các cái bước mình thực hiện, ví dụ như đây mình làm bước nào rồi đo điện đo ha. Quá trình đo như thế nào, bây giờ rồi ta hướng dẫn cái mạch điện, rồi cái chúng ta đo cái chân, ví dụ như đây là cái miếng đo gió này nó có 5 chân này, 1 2 3 4 5, thì trong đó có nó hai có 2 chân là chân số 4 số 5 là chân của cảm biến nhiệt độ không khí nào đó, thì nó hướng dẫn chúng ta đi đo đo điện trở, ví dụ vậy à, thì chúng ta cần phải đo đó và đo cái đo trong cái giác của ISO như thế nào. Ví dụ này nó C45 mà sao 1, C46 là sao 2, thì C45 là sao 1 là cho cái left hand river, còn sao 2 này cho right hand river, có nghĩa là ta lấy trái với ta lấy phải. Rồi các cái thông số liên quan của kinh cảm biến và các cái thông số liên quan đến cái việc đo đo kiểm đó. Đó, thì cái phần diagnostic thì như vậy, giờ là như vậy. Hoặc ở đây mình cũng có thể vô cái phần mà input DTC to search này, là phần mình tra cứu cái mã chẩn đoán nhanh. Sau khi mình chẩn đoán thì cái mã chẩn đoán nó có thì mình có thể tra cứu nhanh qua cái này. Mình gõ vô thì nó cũng hiện ra nhanh. Nhanh cho mình để mình làm được thao tác cho nó nhanh. Rồi, tới cái phần thứ hai đó là phần cài đặt. Installation and remove. Remove nhớ, remove là tháo đi. Còn install là lắp, nghĩa là phần tháo lắp đó. Mình muốn tháo lắp một chi tiết nào thì nhiều lúc mình đâu phải mình vô mình làm được liền đâu, mình phải xem cái quy trình cái cách tháo lắp. Mình vô đây và trong phần tháo lắp thì nó cũng có những cái phần giống như là cái phần diagnostic đó, thì đây nó thêm cái là nó cụ thể, ví dụ như là phần engine này nó có phần nó có phần cam oil control valve là cái van điều khiển. OCV là cái van điều khiển, cái hệ thống cam thông minh đó, hệ thống điều khiển cái van dầu OCV để điều khiển cái cam, trục cam. Đó thì cái cách tháo lắp như thế nào mà vô đây. Ví dụ đây ha, vô cái eSIM, eSIM là cái hộp ISO á, vô đây. Đó thì nó sẽ hướng dẫn nó chỉ, hướng dẫn nó chỉ cho mình. Dắt nối ISO, đó là dắt nối vô đây, hai có hai dắt cái một dắt hai dắt vô phải không? Rồi đã có ron chống 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 nước vô đây đó. Chống nước chống bụi, ron chống nước chống bụi rồi. Tương tự như vậy đối với drive và train cũng vậy, thì nó có một số cái thông số, ví dụ như cảm biến tốc độ tháo như thế nào, hộp số, rồi các cái số, rồi hệ thống làm mát, rồi cái cần số ship level là cần số, ship level là cần số đó, công tắc vị trí, số số đạo, số đông gia, số nào số b, không phải oi bơm, dụ tháo oi bơm này bơm dạo này. Đó. Nó hướng dẫn cho mình ở đây ha, hướng dẫn cho mình tháo oi bơm như thế nào, nó có cái thứ tự tháo đó. Chỉ cho mình tháo rồi đo kiểm sao nó có luôn không, tháo đo kiểm nào. À, thì cái phần tháo là disassembly, disassembly à, nghĩa là phần tháo tương ứng với từ removal, còn installation là lắp lại thì nó tương ứng với assembly đó, thì nó có những từ như là assembly, assembly là phần lắp ráp lại. Thì để mình biết biết cách thì mình xem nha.
Rồi tương tự như vậy, ví dụ như cái hệ thống suspension cũng vậy, cũng phần tháo lắp cũng giống như vậy. Rồi vô đây, mình tra cứu đi, mình nghiên cứu phần tháo lắp. Đó là cái phần tháo lắp. Cái phần tiếp theo là cái phần kiểm tra. Inspection là phần kiểm tra. À, thì phần kiểm tra ở đây nó cũng có một số cái, ví dụ như đây ha, phần engine. Ở đây là liên quan phần engine control, đánh lửa, rồi fuel, hệ thống emission control, hay là hệ thống chống ô nhiễm, rồi intake hệ thống nạp, intake system hệ thống nạp, hệ thống khởi động gì đó, và nó có nhiều cái, thì mình càng làm thao tác với hệ thống nào thì mình vô đó. Ví dụ như cái phần preheating system của cái hệ thống xăng, thống xăng, buri xăng á, của đồng cây dầu này ha, mộc VDFTV, thì vô đây. Thì ở đây nó có bốn buri xăng này, các bạn quan sát thấy nè, ở đây nó có buri xăng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái buri xăng. Thì nó sẽ hướng dẫn cho mình cách kiểm tra này, ví dụ như là tháo ra rồi kiểm tra rồi đo điện trở gì đó không bác nha, remove này, tháo ra lấy cái buri xong mà ra, rồi bắt đầu đo điện trở thêm xem thử nó xấp xỉ so với mát là bao nhiêu, cái cọc này so với mát là bao nhiêu, là một dưới xấp xỉ một một ôm là ok, còn lớn quá thì phải cần phải thay thế gì đó không bác, nó sẽ hướng dẫn cho mình. Phần thứ tư đó là cái phần electrical wiring diagram, phần này rất là quan trọng, phần này là liên quan đến cái mạch điện. Thì mình thường hay tra cứu mạch điện thì mình vô đây, ví dụ giờ tôi muốn tra cứu cái phần sơ đồ mạch điện liên quan đến hệ thống điều khiển động cơ đó, thì tôi vô đây lại vô đây engine control. Rồi đây là cái sơ đồ của hệ thống điều khiển động cơ, thì mình có thể đọc được, mình nghiên cứu cả sơ đồ mạch điện của hệ thống điều khiển động cơ này, tất cả những cái chi tiết liên quan tới hệ thống điều khiển động cơ, ví dụ như đây đó, thì mình có thể đọc được cái mạch nguồn cấp cho nó như thế nào, đi vào để mình đọc. Nhưng mà trong cái phần này á, thì nó có nhiều cái nữa, ví dụ như là ví dụ như cảm biến bàn nạp ga, nó có 6 chân này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 6 này đó. Đó vô đây. Hay là cảm biến bơm ga. Bơm ga đó thấy không? Bơm ga nó có chân luôn. Bơm ga. Rồi nó hướng dẫn cho mình cách đo kiểm như thế nào luôn ha. Đo kiểm luôn ha, nó có 6 chân, thì nó có chân là motor này mà cộng và trừ này, đó. Nó hướng dẫn cách đo kiểm bật chìa khóa là gì đó không ạ, nó hướng dẫn ha. Vân vân, thì cái hàng này liên quan đến phần chủ yếu là phần động cơ đó, thì mình cứ vô để mình xem, liên quan đến phần động cơ thì vô phần động cơ xem. Thì vân vân, những cái hệ thống khác cũng tương tự như vậy, ví dụ cruise control hay là hệ thống sạc, hệ thống quạt làm mát giải nhiệt vân vân, hay là hệ thống boost button start, nghĩa là cái hệ thống khởi động bằng nút nhấn, thì nó có sơ đồ hệ thống khởi động bằng nút nhấn, thì chúng ta vô đây chúng ta xem, hệ thống sơ đồ, hệ thống khởi động, đây là sơ đồ mạch điện này đó, là chúng ta đọc. Thì ở đây có thêm một cái chức năng nữa là cái chức năng in này. Các bạn chú ý chức năng in cũng rất là quan trọng, vì khi mình dùng thì mình có thể là in ra ở đây vô print in ra, vì những lúc mình đọc trong cái sơ đồ nó cũng nhỏ, mình phóng lên phóng xuống nó nhỏ nó cũng khó, mình vô cái phần print mình in ra, thì mình in xong mình xuống về cái PDF để mình zoom lớn zoom nhỏ cho nó dễ. Đây cái vô đây không đó, nó lớn nó nhỏ nó dễ tiện cho mình đọc, thì nhớ chú ý in vô cái phần print cho mình đi, thì mình đọc nó dễ hơn, nó bự hơn, màu sắc dây nhà nó rõ. Còn không in thì đọc trong kia thì nó khó hơn, đọc kia là đọc nói chung thôi, còn vô đây đọc từng cụ thể, từng cái, từng hệ thống, từng chi tiết. Nên các bạn thấy nó rõ không? Từng dây điện rõ đó. Khi đó mình vào nó dễ, in hết cũng được, in hết cả cái sơ đồ mạch điện của cả cái hệ thống đó cũng được nha. Rồi nhớ, các bạn nhớ chú ý cái nút in nha, nút in.
in về đạp cho nó nhanh, nó dễ thấy không nhá. Từ print nè, print là in thấy không, và trên này cũng vậy, nó có cái máy in nè, máy in thì các bạn vô điện ra nha. In thì không phải là in ra giấy đâu mà in ra PDF nên đọc cho nó dễ. Rồi nó là cái phần mà wiring diagram. Rồi cái phần body repair cũng vậy, thì mình cũng vào phần sửa chữa về thân xe, thì nó có về giới thiệu cách mình sửa chữa như thế nào. Trong này nó chỉ về phương pháp mà làm với tất cả thân xe, thậm chí hàn sơn như thế nào nó có hết luôn, không hướng dẫn rất là kỹ đó. Ví dụ đây nó mô phỏng về cái điểm hàn này, cái điểm hàn này, những cái điểm hàn này đó đó, thì mình có thể nghiên cứu này ha, thậm chí nó hướng dẫn cách hàn hàn cái gì luôn ha đó. Nó hướng dẫn cho mình rất là kỹ, thì mình có thể vô đây mình xem đó, hoặc là mình in ra như nãy nói đó, mình in ra và cách canh cái góc đẹp bánh xe có luôn phải không. Nên là wheel alignment standard là cái tiêu chuẩn cái góc đẹp bánh xe đó, thì xem đây các góc chậm rồi góc các góc của nó như thế nào, góc in rồi góc out rồi gì đó, không mình vô đây tra cứu nó có camber caster kingpin gì đó thấy không. Vô đây nó có giúp mình tra cứu về cái phần liên quan đến body. Một cái thông tin cũng cực kỳ quan trọng là cái phần service specification là phần này. Phần này là như nãy nói là cái những cái thông tin, những cái thông số dịch vụ. Cái thông số này á, nó giúp cho mình biết được về cái gì? Về cái service data and cái service cái thuật specification, nghĩa là cái lực siết những cái thông tin dữ liệu dịch vụ và những cái thông tin về cái lực siết mô men siết. Ví dụ như đây vô mô men siết này đó, con nào lực siết bao nhiêu nó có hết, các bạn lực siết nó có hết, thì cái này mình chủ yếu sử dụng cho thường mình làm máy mình sử dụng và để cho mình lắp cho nó chính xác, hay hoặc một số các cái chi tiết mình cần cái thông số lực siết chính xác thì cần phải vô đây để tra cứu đó, nó có thông số hết nha, mình vô đây mình tra cứu. Ví dụ như là cái cam sáp này, thông số của cái dắt nơ của cái van này là bao nhiêu, cái van OCV này là cái điện trở của nó khoảng từ 6.9 đến 7.9 ohm. Rồi cảm biến vị trí trục khuỷu, nó là cảm biến tự thì điện trở bao nhiêu, lạnh bao nhiêu, nóng bao nhiêu, nó có cái khoảng. Rồi cảm biến nhiệt độ nước làm mát, rồi cái body, cái cuộn điện trở của cái motor bơm ga đó bao nhiêu, tùy theo cái nhiệt độ. Rồi cái cảm biến nóc sensor thì đo điện trở nó bao nhiêu Rồi điện trở cuộn dây, điện trở cuộn dây nè, điện trở relay, vân vân, nó có những thông số. Thì thường lấy cái thông số này để chỉ để khi mình sửa chữa đo nó cầm AF này, ratio này đó, thì hai đến ba ohm này, khoảng từ 1.8 đến 300 đến 3 đến 3.4, còn thể oxy thì 11 đến 16 đó. Và cái thằng như cái xe này nó dùng tới bốn cảm biến, hai cái AF, F31 và F32, oxy F1, oxy F2 nha. Nhánh 1, nhánh 2 thì cái AF là bố trí phía trước, còn cái oxy bố trí phía sau, mà nó là máy vi nữa cho nên nó là bốn cái. Vâng vâng, thì những thông số khác cũng tương tự như vậy để mình tra cứu, mình sửa chữa. Rồi, cái maintenance là cái phần thông tin bảo dưỡng, thì nó sẽ có cho mình cái thông tin bên bảo dưỡng. Ví dụ như chạy bao nhiêu, cần thay thế nè, điều chỉnh nè, adjustment là hiệu chỉnh nè, ví dụ như veo clearing là cái hệ up nè, đó là adjustment là hiệu chỉnh nè, điều chỉnh nè. Còn ở đây nó có clutch system là xoay gió này, bleeding thì xoay gió này, thì đó vân vân, những cái thông số liên quan cái những cái thông tin liên quan đến cái dòng xe là như vậy, như có một số cái như vậy thì các bạn có thể là nghiên cứu thêm. Thì mình nhắc lại, ở đây mình có thể cài đặt cái phần mềm này bằng cách là mình download, thì link mình sẽ để cái repo bên dưới các bạn download. Là cái phiên bản này là phiên bản cũ, nó như nãy đã nói thì nó khoảng từ 2009 trở về trước, nó khoảng 2-3 GB thôi, nó nhẹ. Còn các bạn muốn cái phiên bản mới hơn sau này á, thì các bạn sẽ lên cái trang web AC Auto và các bạn đăng ký tài khoản và vô đó download cái phần tít Toyota tít đó, thì các bạn sẽ download về và cài cài và để nghiên cứu đó. Thì rảnh mình sẽ làm các phần mềm của các dòng xe khác, ví dụ Chevrolet là Ford,
văn để các bạn có thêm những cái thông tin các bạn ứng dụng trong công việc của mình.